Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay Lai tiếp tục đi thăm bãi gắn đó nha cả nhà. Lời nói đầu tiên Lai cũng không quên cho Lai gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Còn đây đầu nghề của Lai, tủ lưới và lúa cũng vẫn y như xưa cả nhà. Một cái liềm Lai để móc 7. Bữa nay Lai đem là 16 con chuột nha cả nhà. Quá đã. Cái luồng 7 này nè cả nhà. Là Lai đặt là cũng lâu lắm rồi cả nhà. Mà lúc nào cũng vẫn là trúng hết nha cả nhà, không có lúc nào thất hết. Thất nhất đi chăng nữa cũng là từ giá là 3 kg ăn lên nha cả nhà. Hy vọng bữa nay lên thêm một số lượng nào nữa hay không. Có đợt thì 4 kg ngoài 5 kg cả nhà. Mà luồng 7 này Lai đặt thì lúc mà Lai mới làm kênh đó cả nhà. Là cỡ khoảng đâu Lai nhớ không lầm thì cỡ khoảng đâu 20 ngày sau á thì Lai mới đặt cái luồng 7 này xuống cả nhà. Mà Lai thăm tới dắt hiện tới bây giờ cũng vẫn là trúng. Một tour của Lai thăm á không bao giờ dưới 3 kg nha cả nhà. Đợt nào thăm á là 3 kg là thấp nhất. Tua 7 này Lai thăm tổng cộng bữa nay là 21 cái nha cả nhà. Hy vọng bữa nay kiếm chừng 3 kg ăn lên là ngon rồi nha cả nhà. Bắt đầu Lai sẽ tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên. Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo Lai để trải nghiệm chuyến thăm bẫy gắn hôm nay, coi có hàng gì khủng khủng sướng sướng đấy xem không nha cả nhà. Hy vọng bữa nay có hàng khủng cho cả nhà xem sướng sướng nha cả nhà. Cái bẫy đầu tiên Lai đặt này. Miễn cái bẫy đầu tiên này không dính đó cả nhà thì Lai sẽ dời đi điểm khác. Còn dính á thì Lai lại để bắt gắn ra thì Lai sẽ đặt lại nha cả nhà. Bởi vì cái bẫy này đó là ngay chân chỗ cái nền nhà mà ta mới đổ đất đó cả nhà. Lai đặt cặp mấy ruộng này nè. Mà Lai thăm cái bẫy này là làm như hình như là 3 cử không dính cả nhà. Lai quay có rung lắc trên đường đi á cả nhà. Cả nhà cũng thông cảm cho Lai nha cả nhà. Đây, tới cái bẫy đầu tiên của Lai thăm. Hy vọng bữa nay có hàng khủng không. Lai nghi chỗ này có hàng khủng lắm cả nhà, mà sao mà Lai thăm Lai mới neo Lai giữ cả nhà. Chứ chỗ nào mà Lai đặt Lai thăm trong vòng mà 2 cử không dính là Lai muốn dời đi rồi cả nhà. Lai đặt Lai dời bẫy dữ lắm. Bởi vậy mình đặt ít á cả nhà, là cái số lượng bẫy mình á chuột bây giờ mắc á cả nhà, nó không lỗ. Khui rồi chất quất cả nhà ơi. Cái này là giờ đi là đúng nha cả nhà. Là nhiễn nhiên ở đây không có gắn, vẫn còn y con chuột. Cái tiếp Lai quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây Lai có một cái nha cả nhà. Ở cái bao nằm ngoài vậy ta. Không lấy mất cái bẫy. Không phải cả nhà. Ủa cái bao này đâu đây trời. Tính nó mất cái bẫy chứ. Khui. Rồi không thấy có phân thiếu cho nghe cả nhà. Cái chỗ này im hết thế nha cả nhà. Ở bên đây á thì bờ cu su không nghe cả nhà, mà bên đây cặp vách tường. Mà Lai thăm mấy cử không dính. Còn chuột luôn. Chỗ này mà chiến sao không dính Lai cuốn Lai dời luôn nghe cả nhà. Gì mà còn chuột phải đau chứ. Để Lai đặt lại cái tiếp Lai quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây Lai có một cái nữa nha cả nhà. Cái này là rồi cái lợp bay ngang đó cả nhà. Ủa kỳ gì ta. Cái này Lai đặt cả nhà là không có hữu hành luôn cả nhà. Một là trồn, còn hai nữa là dện với ngựa, còn ba nó là dính hàng nóng nha cả nhà. Đi về đất này Lai đặt ở trên lộ đá đỏ cả nhà. Không biết con gì mà quay cái lọt ngang dữ trời. Lai móc câu. Kỳ gì. Nhẹ phao cả nhà. Không hiểu luôn. Cái bẫy nhẹ phao mà không biết con gì hết đó cả nhà. Mà cái lọt quay ngang luôn. Để Lai coi kỹ cái lọp nó xảy con gì nha cả nhà. Tiếp tục ở đây Lai có một cái nữa nha cả nhà. Hy vọng dính con mở hàng cả nhà. Rồi chống lỏng nữa rồi. Khui. Kỳ vậy ta. Không thấy phân phiếu gì hết nha cả nhà. Dịch ra thấy chống lỏng không. Rồi chết quất luôn. Không lẽ còn chuột. Còn chuột là Lai cuốn luôn nha cả nhà.
còn luôn. Để đây đặt lại cái tiếp chia sẻ cái nhà xem cái nhà. Tiếp tục ở đây lại con cái cả nhà. Cái này lại mới dời nền nè cả nhà. Hy vọng bữa nay có thơm thơm không. Nãy giờ thăm mấy cái trước quốc thì cả nhà. Cái này thì lại mới dời nền luôn. Trời ơi thôi rồi, dạch ra thấy thua nghe cả nhà. Trời cái đuôi ngắn hú ngựa gì mà sao chiếc queo gì mà. Bị kẹt đầu cái gì rồi. Hết biết thiệt. Cua luôn. Trời ơi hú ngựa kẹt đầu cái nhà. Hết cứu nó thiệt. Còn sống nữa, cỡ nào cũng phải cứu nó ra nghe cả nhà. Để lại cứu nó ra cả nhà ơi. Cái kế tiếp đây quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Đây cứu nó ra nè cả nhà. Vì mình không giữ bà cố luôn. Cắt cái lợp nó mới ra được đó nghe cả nhà. Không ấy là nó chết rồi. Nhờ lại lại kịp nghe cả nhà. Hết biết. Đó. Lại lại không kịp là nó sẽ chết nghe cả nhà. Cỡ nào lai cũng gắng cứu nó để cho nó sống. Hết biết thiệt chứ. Hổ ngựa mà gạt đầu. Tiếp tục đây lai con cái nữa cả nhà. Hy vọng dính con là vừa bự mở hàng cả nhà. Biết nhiều cái rồi. Bên này không đã thất sao ta. Cái mùi này mùi thất lắm nghe cả nhà. Xui. Là thấy bên đuôi em ném rồi cả nhà. Bây giờ cho cả nhà xem xuống xuống này. Mấy chuột chạy trời. Lấy gốc cây này ra. Đây là mấy ngọn. Coi gì không? Dinh ngon vô. Phải vậy mới được chứ cả nhà. Con này chắc 4 lạng nè. Con này chắc 4 lạng ăn lên với cả nhà. 4 lạng chắc luôn. Trời ơi mà con chuột mới đau chứ. Trời ơi. Con chuột nha cả nhà. Chắc cắn nát gắn hết rồi. Để lại thăm cái nữa lại ra bắt gắn cả nhà xem luôn cả nhà. Để lại bắt gắn luôn cả nhà. Cái bẫy nè. Cái bẫy cả nhà. Đây, đó. Lại đến còn chuột mà hai con luôn cả nhà. Bắt buộc phải thả chuột bự này ra. Hết biết. Chuột bự nó vô nữa. Trời ơi, ngắn thì để cho con chuột cắn nát cho nghe cả nhà. Thua luôn rồi. Con chuột nó xí à cả nhà. Chuột bằng ngón tay à. Hết biết con gắn thì cả nhà ơi. Đau đớn thiệt. Con gắn này cả nhà. Vì mà không làm gì được con chuột chân mới đau chứ. Tại con này. Con này chèm chèm 5 lạng nha cả nhà. Con mình mấy cái gì nè. Thua luôn rồi. Bữa nay gặp gì không trời. Trời ơi gắn thì không vô ăn chuột trời. Phải chuột bự lại không nói cả nhà. Quá trời chuột này thiệt là nó lẹ. Đau đớn thiệt cả nhà ơi. Con này lại thả luôn nghe cả nhà. Để cho nó lành lại mốt mình bắt nha cả nhà. Chứ giờ bắt về á thì khó bán cái nữa. Thứ nhất là tội nghiệp đó. Ta dục luôn nghe cả nhà. Thả cho nó sống nha cả nhà. Hết biết thiệt. Trời ơi gắn dục cái bịch ra. Thua luôn. Cái tiếp là quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây lại con cái nữa nha cả nhà. Lội toàn với lậu ngon ngon không. Chứ này thất đau nè cả nhà. Đây là cái con cái. Khui nặng không. Nặng đây. Rồi nhà phòng nữa. Trời ơi. Chết rồi. Không biết còn chuột không nữa. Còn chuột luôn cả nhà ơi. Để lại đặt lại cái tiếp tục quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà.
ai theo hoài trời. Tiếp tục ở đây lại có con cái cả nhà, cái này dính thì lại còn để, còn cái này không dính lại cuốn luôn cả nhà, bị người ta xịt thuốc cỏ chống lỏng luôn, không biết còn cái bẫy không nữa. Hồi lúc mới xịt thì chắc còn phước khuất, chắc còn cái cả nhà, tới giờ chết rồi, chống lỏng luôn kìa. Ở xa nhìn cái bẫy lại kìa cả nhà, chống những cây số, trời ơi bạc lúa đẩy lên tới trên luôn trời. Ủa kỳ dữ gì ta, hôm nay ai dở câu kỳ vậy ta, sao bịch lúa nằm lên trên nghe cả nhà nè, nào rồi nhập hậu luôn, còn chuột luôn cả nhà, sao bịch lúa nằm lên trên trời, chắc ai lật lại câu gì cả nhà, không phải đâu, thầy cuốn đi luôn cả nhà, kỳ vậy đó. Tiếp tục ở đây lại có một cái nha cả nhà, hy vọng chưa có con nào để dằn túi nha cả nhà, mà muốn hết dằn bẫy luôn, bữa nay ngộ thiệt cả nhà ơi. Khui không thấy phân phiếu gì luôn nha cả nhà, chắc còn chuột nữa quá, bữa nay luồng bẫy thất lạ lắm nha cả nhà, còn chuột nữa. Để lại vô lúa lại đặt lại cái clip quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây lại có một cái nha cả nhà. Còn cái bẫy là được rồi. Khui, bẫy nợ không? Ý quên, có công có hàng khủng không chứ? Bẫy nợ là chết luôn rồi cả nhà. Rồi trong lỏng nữa, không thấy phân luôn, nặng không, rồi còn chuột con cả nhà ơi, trời ơi, thôi thôi mới cái mới dời không ăn cả nhà, để lại đặt lại cái tiếp quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây lại có một cái nha cả nhà, khui khui dưới rồi xong luôn. Bữa nay là luồng bẫy thất tự nhiên thất hết luồng luôn nha cả nhà. Chất quất nữa. Còn chuột luôn, lấy vô lúa để đặt lại cái tiếp quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây lại có một cái nha cả nhà. Cái này dính thì lại đặt lại, còn không dính lại cuốn đi luôn nha cả nhà. Chó sủ quá. Mà đặt đây thì an toàn, không có mất như thế nha. Mà thấy kỳ. Mỗi mình vô chó sủa gần như thế nha. Dính này còn gán miễn cưỡng đeo, không dính này. Xây chống lỏng nữa cả nhà. Chống lỏng sao nặng nặng như vậy. Trời ơi, dính gắn cả nhà. Con này chừng 2 lạng. Đặt lại luôn nha cả nhà, chơi luôn cũng được. Lai bắt gắn luôn cả nhà. Gắn là chừng 2 lạng. Rú đậu ngoài luôn đó. Mấy con này là lưới của Lai là gạt đầu hết nha cả nhà. Con này không tới 2 lạng nữa cả nhà. Lại thả con này về riêng thiên nhiên nha cả nhà. Thua. Đi mất tiêu. Tiếp tục ở đây lại có con cái nha cả nhà. Hy vọng giờ chót hơi vớt được em nào cũng khủng không cả nhà. Còn mấy cái cuối cùng gầu vớt lại con có khoảng chừng không đòi ấy cao sang nữa đâu cả nhà, bây giờ lỡ là bữa nay lỡ thất rồi, hốt nghe em có khoảng 6 lạng, lấy vốn tiền chuột là cũng được nha cả nhà. Ui, ủa cái bọc cái nằm trên gì ta, không lẽ có thiệt sao. Còn chuột luôn cả nhà, để lại vô lúa đặt lại cái tiếp quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà.
tiếp tục ở đây là có một cái này cả nhà. Nhiều bu nữa. Ám ảnh. Có phần nha cả nhà, có phần xanh nè. Chưa bắt được con rắn nào trơn cả nhà, lại thả chân. Còn rắn nhỏ này dưới rắn bị bự, lâu lâu có con bự cả nhà. Trời. Trời ơi. Phân nghĩa đây nữa nha cả nhà. Hành dụng cái cứu vãn là cuộc đời rồi, cứu vãn cuộc đời rồi. Trời ơi, vô rồi cả nhà, vô rồi. Hết biết nói nổi chưa cả nhà. Không ngờ tới nổi. Quá sướng rồi. Trời, còn cả ký luôn trời. Trời ơi, còn có ba cái cuối cùng rồi nha cả nhà. Đây nè cả nhà. Nè cái phân xanh nhỏ xí gì nè cả nhà. Đó, nè. Đâu nghĩ ngắn bự dữ thằng ông vậy cả nhà. Nói chuột ra nè. Đó. Trời ơi, đã. Rồi cuối cùng vớt con này cái đủ tiền luôn trời. Cứu lại thiệt. Đúng là cứu thiệt nha cả nhà. Bởi vì là nói cái luồng này mà còn mà chịu dính một cái là thập bội nha cả nhà. Mà không chịu dính gì đó. Lâu lâu rồi đi thất một cái gì nè. Trời ơi, con rắn. Coi này cả nhà. Con này là ký khỏe gu luôn nha cả nhà. Trời ơi, giờ chót. Hết biết rồi. Quá đã cả nhà ơi. Để like đặt lại để kiếm chỗ nào để bắt cho cả nhà xem cả nhà. Bắt ở đây luôn cả nhà. Mà để cho like dựng chân máy lên mới được cả nhà. Like bắt gắn ra luôn cả nhà. Trời ơi, con hổ hành. Thấy khủng khiếp chưa cả nhà. Đó. Trời ơi, hết biết rồi. Quá đã cả nhà ơi. Giờ chót còn cứu vãn được cái nha cả nhà. Vớt cái lái một cái hết biết tịch nha cả nhà. Phân xanh ỉa nhớ gí mà lai không nghĩ mà nó gì. Mà con rắn bự dữ gì đâu nha cả nhà. Trời trời, rắn. Ôi, con này ký lô xiền à. Lai đó 1 ký thôi nha cả nhà. Chứ con này không biết là từ thì lai nói đại 1 ký về lai cân cho cả nhà xem cả nhà. Quá trời chưa. Hết biết rồi. Hành khủng trời trời. Quá trời con hành nè. Đó. Lâu lâu có con rắn nha. Chúng được con rắn bự. Bữa nay luôn 7 thất cả nhà. Mà vớt được em này là thấy khỏe gà dữ lắm rồi nghe cả nhà. Chỉ một con một là đủ tiền luôn á. Để lại cầm gom để cho cả nhà xem. Nè. Để cho là chỉnh cái máy lên cái chút xíu rồi cái nhà. Nó đi phải mồ hôi đổ nộp cái nhà. Quá khủng. Hết biết rồi. Vô bánh nha cả nhà. Trời trời, gắn. Thất quá rồi cả nhà. Giờ chót mà còn hốt được cái đá lái này một cái khủng khiếp luôn. Để lại bỏ túi lưới cái tiếp tôi quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Là chỉ còn có hai cái nữa rồi cả nhà. Hốt được em khủng luôn đi. Tiếp tục ở đây lại có 1 cái nữa cả nhà. Hăng à. Trời ơi, lại thăm được hết nổi luôn nha cả nhà. Hết biết rồi. Mấy cái này là tin tưởng hồi rồi vớt hành khủng rồi cả nhà. Khui. Còn cái này có cái nào vô khủng nữa không? Rồi, nhà bao luôn. Cái này là kiếm chỗ khác là giờ nha cả nhà. Rồi giờ cái bẫy này luôn. Ở đây là còn cái nha cả nhà. Cái này là cái cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn nha cả nhà. Hy vọng có vớt em nào nữa cho cái clip nó đẹp đẹp cả nhà. Chứ bữa nay đăng con thấy thua. Tri bự có con một cả nhà. Khui. Rồi thấy chóng lỏng cả nhà. Ủa kỳ ta. Thì sao thấy bóng bóng đã. Nào. Ê nặng ngang. Nặng nữa rồi cả nhà ơi. Nào, mình giữ không? Ê nặng. Ngon. Hành cái đó đi, hành cái nữa cái ngon lành cả nhà. Trời trời, sao con chuột trời. Ý hành.
rồi không biết cắn tre tua gắn nữa cả nhà ơi. Rồi chuột con nào đấy khổng lồ không nghe cả nhà, là hết không có chuột, là đặt chuột bự không nghe cả nhà. Tiêu ê chưa sao, chưa sao nghe cả nhà, nhất con này, con này nửa ký ăn lên nghe cả nhà, không có nhất quả đã rồi, cuối cùng vớt được em, chưa bị cắn, mới vô cả nhà ơi. Là dựng chân máy là bắt nó ra luôn nghe cả nhà nè. Con này là từ giá 5 lạng lên nè cả nhà, đó đã chưa, quả đã. Trời ơi, bữa nay không có hai con rắn này cả nhà, mà nhờ có hai con khủng không ấy, nhỏ nhỏ là chết rồi cả nhà, quả đã rồi. Để là bắt nó ra nghe cả nhà, lại bắt nó ra luôn nghe cả nhà. Khó dựng chân máy, chỗ khó dựng quá cả nhà, cả nhà thông cảm cho lại cả nhà, quá đã rồi. Con này mới vô luôn nghe cả nhà, còn chuột đi nguyên luôn, cắn cắn rồi, cắn gắn lì lì trên cả nhà. Cắn gắn tre tua trên cả nhà, đừng để cho gắn có thẹo. Ở bển này nhìn ra cả nhà, trời tròn gắn nhất, xém nhất nữa cả nhà ơi, trời gắn gì mà xém nhất rồi cả nhà. Đây này cả nhà, ở bển này nhìn qua quá rồi cả nhà, thông cảm cho like cả nhà, quá trời nhìn nè, nè cả nhà, xém nhất luôn, trời trời, con gắn này từ giá 6 lạng nha cả nhà. 5 lạng rưỡi đến 6 lạng đó, mà không biết được 6 lạng không á. Quá trời, nó nhìn qua cái nhà. Thua. Cái bẫy là mất luôn quá cái nhà. Đây là chè giấu lại cái nhà. Nguyên cái xưởng khổng lồ luôn, cái xưởng chống lỏng rồi cái nhà. Tao đang làm á. Như làm ba cái gì á. Quá đã chưa cái nhà. Hết biết rồi. Để lại sẵn lại đem cái đem cho cái nhà xem thành quả của lại luôn cả nhà. Không xong cả nhà ở đây, đây xem thành quả không xong, like đi cái đi né là sẽ xem thành quả, cả nhà thông cảm cho like cả nhà. Quá trời nó nhìn rồi. Thấy là bắt con rắn hả? Hết biết. Trời, hai con rắn trúng luôn nha cả nhà. Chắc cái bẫy chỉ sao quá mấp quá cả nhà. Lai về nhà lai căng gắn này cho cái nhà xem luôn, lỡ rồi lai cho cái nhà xem thành quả của lai hôm nay luôn nghe cả nhà. Trời, nó đã có hai con rắn á, hai con rắn trúng luôn nghe cả nhà. Trời trời, hai con rắn trúng luôn nghe cả nhà. Con này chắc cần 1 kg lên này cả nhà, mà lai không biết về lai căng thử rồi cả nhà. Trời ơi, trời xuống sao thoát mắt luôn. Đó, quá đã, hai con rắn của lai gì cả nhà, mặn thấy ghê cả nhà, còn quá trời luôn, đi. Quá trời luôn cả nhà, đây, xuống vô cùng chưa, hai con này là lai bữa nay trúng luôn rồi, hai con này bữa nay là trúng luôn cả nhà, con này về lai cân con bự thử bao nhiêu nha cả nhà, con bự này chắc 1 kg rồi đó, để lại cho vô túi lưới của nó bò ra quá cả nhà ơi. Trúng luôn. Quá đã mà. Chỗ ngon hết biết. Cho mắt cái chỗ đặt luôn quá cả nhà. Cuối clip và like cũng không biết nói gì hơn. Like chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc với gia đình. Like hẹn cả nhà clip tiếp theo. Like mến chào và tạm biệt cả nhà.